cho anh cầm tay nắm tay em đi. Đo khách xong đo mai đồ y chang nha. Gì vậy bà? Em giơ hai cái tay ra cho người ta đo cho. Ôi, có đi mai áo dài chưa? Anh cũng hơn em nữa. Anh cũng hơn em, đo đi. Tôi ghi sĩ số là tôi mai không ra được cái áo dài đó là biết tôi. Trời ơi, có tay không rung kìa. Nhiều. Khoảng là 100 cm. Cái ngực 100 cm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình hẹn hò. Chào bạn trai. Em chào chị. Rồi, đợi Tường chút xíu, Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái của mình vào nha. Rồi, ngồi chị ghế đi ha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mình đã vào vị trí rồi ha. Tôi mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu lớn lên thật to thật rõ cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Mời anh giới thiệu, anh tên là gì, đến từ đâu? Em tên Nguyễn Ngọc Thảnh. Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Thảnh. Nguyễn Ngọc Thảnh. Em đến từ Vĩnh Long. Rồi, năm nay Thảnh bao nhiêu tuổi, đang làm công việc gì? Năm nay em 33 tuổi. Em làm công việc Mai. Mai? Dạ, bên đây mặt. Mai là Mai công ty hay Mai, hay là Mai gia đình? Em kinh doanh bên nhận hàng gia công về để lại cho tổ hợp Mai. Mình chuyên về trang phục gì em? Dạ, nói chung tất cả các loại mặt hàng chị. Tất cả các loại mặt hàng luôn. Dạ. Hiện tại là mình đang ở đâu? Dạ, em đang ở Vĩnh Long. Rồi, cùng quê Tường ha, Tường cũng ở Vĩnh Long. Vĩnh Long ta người miền Tây, người ta hào sảng, ta ăn to, nói lớn lắm. Sao ông Vĩnh Long gì, ông nói chuyện nhỏ xíu vậy trời ơi trời. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường. Đó, thấy người ta nói chuyện to rõ, đã dễ sợ không? Chào anh bên kia. Em tên Ni, năm nay 31 tuổi, em đến từ Cà Mau. Hiện tại em là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 3 và bộ môn vật lý. Ồ, cấp 3 vật lý. Mình đang ở dạy ở đâu em? Dạ, em dạy ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau chị. Đầm Dơi, Cà Mau. Có lên Vĩnh Long chơi lần nào chưa? Dạ cũng có rồi chị. Có rồi, xuống Cà Mau chơi lần nào chưa? Dạ có chị. Ai nói Cà Mau xa lắm phải không? Gần xịt à. Rồi, cùng miền Tây, chắc là về ăn uống ẩm thực mọi thứ suy nghĩ cũng khá giống nhau. Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng. Lại biết nấu ăn. Biết nấu ăn? Dạ, như biết mai. Biết mai. Dạ. Rồi điểm yếu? Điểm yếu của em hơi bị nóng tính. Trời ơi, vậy mà nóng tính đó hả? Hồi bị nóng tắm với biết uống rượu. Biết uống rượu? Uống ít thôi. Ít là bao nhiêu? Dạ, ví dụ như đi công việc của mình thì mình xã giao được uống được một vài ly á chị. Đi bia với rượu á. Uống một vài bia thôi, vài ly thôi. Dạ. Sợ tụi nghi ông nói xạo quá. Thì chị, tại vì công việc của mình thì nói chung thì giờ giấc của mình thì mình biết chứ vô công ty Mai thì uống nhiều đâu có được chị. Rồi, còn bên đây, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em cũng vui vẻ. Và đặc biệt là em rất là cá tính với lại độc lập. Nhưng mà thường là mọi việc công việc của em thì em tự giải quyết hết. Rồi. Điện nước ở nhà em cũng tự sửa. Cái gì? Điện nước trong nhà em tự sửa? Dạ, em tự sửa. Tại em sống độc lập nên cũng lâu rồi nên em... Vậy gia đình ba mẹ mình ở đâu em? Dạ, cũng làm ăn ở xa chị ơi. Ở xa là ở đâu? Ở Bình Dương. Là em ở Cà Mau một mình nên em? Nhưng mà quê là ở Cà Mau. Dạ đúng rồi chị. Rồi ở một mình có anh chị em gì không? Dạ anh hai em cũng đi làm luôn. Anh hai rồi. Một mình nên em ở dưới. Một mình nên ở dưới là giữ nhà của ba mẹ đó. Dạ. Thế còn cái điểm yếu của em là gì? Dạ điểm yếu của em là cũng giống như anh bên kia là em cũng nóng tính. Trời ơi. Cho nên nãy giờ em đang lo là nếu mà hai đứa mà nóng tính gặp nhau thì không biết cái nhà nó còn không. Lo cái gì, chị lo cho anh này hơn lo cho em đó. Ảnh nóng tính nhưng mà thấy anh nói năng nhỏ nhẹ không, anh chỉ biết mai giá và nấu ăn. Em nóng tính mà em còn quất luôn điện nước nữa trời ơi. Rồi bây giờ hai chồng nếu mà giờ nóng tính lên thì ai sẽ là người chiều ai? Thì bây giờ nếu mà bạn nóng tính thì em chịu thiệt chút xíu. Em chịu thiệt xíu phải không? Em nhường bạn giá. Ủa nha, có vũ phu không? Dạ không chị. Rồi tình trường thì sao, trải qua dạ, mấy mối tình rồi? Em cũng trải qua một mối tình do người bạn gái thì không hợp ý á vậy nên chia tay. Chia tay bao lâu rồi? Chia tay khoảng chừng 2 đến 3 năm rồi. 2-3 năm rồi mà mối tình đó kéo dài trong bao lâu? Dạ khoảng 6 tháng chị. Rồi tới 30 mấy tuổi quen có một mối tình 1-6 tháng ra thôi đó hả? Dạ tại vì công việc của em nên em đi tới lui hoài chứ em cũng lo công việc làm á chị nên em không có thời gian để quen bạn gái á chị. Rồi lý do sao chia tay cô đó? Dạ, tại vì không hợp ý nữa chị. Hợp ý là ý gì? Cổ không hợp cái ý gì của em? Thì nói chung là bạn gái đó thì ham chơi quá nên nói không nghe rồi em chia tay, hai đứa chia tay.
Nói bạn gái không nghe. Dạ. Bạn gái nhiêu tuổi? Lúc đó là bạn gái mới 25 rồi chị. À. Rồi bây giờ cô này thì cô này cô nói cô cũng không nghe đâu à. Cô này cổ độc lập lắm, cổ quyết cái gì cổ quyết luôn á. Mình phải nói sao thuyết phục cổ hợp lý thì cổ mới nghe đúng không em? Dạ. Thí dụ là đúng là em nghe. Đúng là nghe dạ, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ gặp bạn gái mà yếu bóng vía quá rồi hiền quá rồi làm sao mà bạn gái nghe lời được? Thì cũng phải thời gian chứ, cho thời gian lại chứ. Ủa vậy rồi trong công việc rồi làm sao em quản lý nhân viên? Dạ trong công việc thì khác chị. Khác là khác sao? Ví dụ bữa dạ. nay nhân viên làm sai hoài mình tức quá rồi mình làm sao? Thì nói chung là cũng có khi cũng hơi bị lớn tiếng một chút. Rồi mình cũng xuống. Có cả. Lớn tiếng luôn hả? Đúng rồi, bị lớn tiếng một xíu. Đâu ví dụ anh lớn tiếng cái cho tôi coi coi. Thí dụ vậy, bây giờ bữa nay các tường vô trễ nào, vô trễ hoài mình làm hư cái mẫu áo ngày mai tới ngày giao bữa nay làm hư nè. Thì... lớn tiếng tôi nghe coi. Nói chung mấy người làm hoài sai hoài sao được, không kịp hàng giao thì sao được. Nói vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Cố gắng lên. Trời ơi sao mệt ghê luôn. Rồi còn cô này tình trường sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình chị ơi. Một mối tình thời sinh viên với một mối tình khi em đi làm. Mối tình mới đây là mình quen được bao lâu cưng? Dạ quen được một năm rồi sau đó chia tay. Lý do sao chia tay à? Dạ lý do là tại vì công việc của ảnh không phù hợp ở dưới vùng quê đó. Nên ảnh đi một cái nơi khác để cho nó phát triển hơn. À là ảnh xuống dưới Cà Mau. Dạ. Rồi ảnh mới quen em. Dạ. Rồi sau đó ảnh đi chỗ khác. Dạ. Bỏ em lại một mình. Dạ. Không lời hẹn hò. Tình yêu chưa đủ lớn. Rồi sau đó em buồn bao lâu? Dạ 2 năm nay thì em cũng không quen ai nữa. Lý do là sao không quen ai? Nhớ anh đó hả? Dạ không, em cũng hiểu như chị nói là tình cảm chưa đủ lớn nên em cũng không nhớ gì. Mà chắc tại mình chưa gặp được người phù hợp. Em muốn mẫu người lý tưởng là người như thế nào? Cái người mà em muốn lấy làm chồng như thế nào? Về ngoại hình trước đi. Thì rồi, em mong hình. Người đó không cần body 6 múi. Làm gì có. Nhìn cao to, khỏe mạnh là được rồi. Khỏe? Dạ, nhìn khỏe mạnh là được rồi. Với lại cũng biết chơi thể thao được chút xíu. Có chơi thể thao không? Thích chơi. Thích chơi lắm hả? Đó giờ không có tập thể dục gì luôn hả? Nói chung cũng có nhưng mà ít như vậy. Tại công việc đi làm về trễ thì mình ngủ về sáng đi làm tiếp thôi. Nhưng mình nghĩ mình có khỏe không? Dạ khỏe chị. Khỏe hả? Dạ. Rồi. Dạ còn về tính cách thì em hy vọng là người đó có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ. Và đặc biệt là chung thủy vậy là được. Cái đó được em. Được hả? Cái đó được đó em. Tự tin luôn hả? Rồi. Điều gì mà em không thích nhất ở người bạn trai? Là hút thuốc vậy. Tại có. Em không chịu dạ. được mùi thuốc lá. Dạ em vậy là có uống chút rượu bia thôi. Nhưng mà thuốc lá thì không. Dạ. Hên quá. Được rồi ha. Rồi vậy còn em, mẫu người lý tưởng của em sao? Nói chung ngoại hình dễ nhìn là được. Cụ thể mắt mũi miệng cao thấp ăn bận hay gì đó. Cái gu của em sao? Nói chung cao á thì chừng 1m60 đến 1m65 là được. 1m60 được. Em cao mét mấy? Dạ em có 1m59 thôi. Thôi được rồi, có 1m60 rồi đó. Rồi trả giá bớt phân nó thách đi. Rồi. À. Dáng người này cũng thon thả là được. Thon thả, có dạ. thon thả luôn. Có gì nữa không? Tóc dài. Tóc dài, có tóc dài luôn. Gì nữa? Nói chung biết hiểu nhau là được. Biết hiểu nhau chia là sẻ, được quan tâm. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Dạ, cọc cằn. Cọc cằn. Dạ. Cô này thì cũng không cọc cằn. Nãy giờ nói chuyện này cũng không có cọc cằn nhưng mà cũng hơi nóng tính thôi. Dạ. Chút xíu nữa các bạn sẽ mình xem cái thử rồi mình trao đổi mấy cái vụ nóng tính coi nóng tới cỡ nào như thế nào ha. Trời ơi, ông đưa tấm hình của 50-50 vậy thôi đó hả? Tại vì dễ đơn giản quá vậy, có hình không em? Tại vì em đi làm về, chở bạn đi làm về chúng á, rồi em đưa về nhà. Rồi, hãy lựa chọn xem, hãy tìm xem ai trong hai anh đó em thích anh nào, chị gả anh ấy. Còn em, bốn cô nàng này chọn cô nàng nào? Chọn ra cho em dễ quá mà có hai sự lựa chọn hả? Dạ, chắc anh này quá. Rồi, sao không chọn anh kia? Anh kia thấy lớn tuổi gì quá. Còn vậy hả? Vậy là anh chắc này trẻ, không phải. Trẻ hơn hả? Rồi giữ nguyên đi, lát chị gả cho. Người này. Người nào? Tại sao chọn người đó? Em cười tươi. À cười tươi quá chọn hả? Dạ. Rồi giữ đi, lát nữa tôi kiếm cô đó gả cho. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim ra để xem coi là hai bạn ấy cảm nhận về cái buổi gặp đầu tiên của chúng ta như thế nào nhé. Xin mời. Anh có bó hoa để tặng em. Em cũng có món quà nhỏ tặng. Anh cảm ơn em. Quà là một chuyện, nhưng đoán sai vẫn bị phạt như thường. Cổ là ai chỉ lại coi. Dạ. Người này ai người mất kia. À,
Thấy không, chọn sai là giờ sai bị phạt gì đây, em muốn phạt ảnh gì đây? Em thích thể thao với lại ca hát vậy thôi, phạt anh hát bài đi. Thôi hát bình thường lắm, thể thao anh này anh không có chơi thể thao. Mà nãy giờ anh nói chuyện tém 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 gọn gọn, tôi đang nghi ngờ về giới tính của anh, sức khỏe của anh. Bé sức khỏe. Em biết rồi. Em biết rồi phải không, biết tự động làm, đừng để chị nói mất công chị bị mang tiếng ác. Đây quá đó, trời ơi, sân chơi đó là của em. Không thể thao, ngồi mai riết là bụng bự, phải hít đất một ngày 10 cái. Áo vét cũng hít luôn. 3 4 Đếm cho ảnh đi em. 5 6 7 Tôi đếm mất công tôi đi chửi. 9 10 Được rồi chị ơi. Thương quá, mới có 10 được rồi chị ơi. Đói bụng ăn ngon lắm luôn á. Đất đói bụng ăn ngon lắm nha. Lần đầu tiên gặp mặt nhau thì hai bạn có cảm xúc gì với nhau? Mời em gái nói trước cho anh thở đi. Dạ, em thấy anh là người chững chạc. Chững chạc. Có vẻ hiền. Thấy men không em? Dạ men. Đùa thôi, chọc chọc em cho vui chứ men. Tôi nhìn tôi biết men mà. Rồi còn em, lần đầu tiên thấy cô gái này em thấy như thế nào? Em thấy bạn gái cũng dễ thương. Dễ thương. Dạ, xinh đẹp. Xinh, đẹp. Đó là cái sự đầu tiên, cái khởi điểm thấy là coi như là vui phải không? Dạ. Rồi bây giờ Cát Tường sẽ cho các bạn vui hơn nữa, bởi vì thích đất rồi đói bụng thôi. Mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Bao Điểm Sâm. Xin mời. Bây giờ thì Cát Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức. Thấy Cát Tường giới thiệu không, nhà hàng Bao Điểm Sâm món ăn trang trí rất là đẹp mắt mà ngon miệng nữa. Hai bạn hãy thưởng thức đi. Đây là món tôm trái thơm, cơm gà và bánh tuyết lạnh nha. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, chị Tường cũng đi ăn đây. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi mời hai bạn ngon miệng. Ủa, em ở Cà Mau, em ở huyện nào? Dạ. Em ở Cà Mau, em ở huyện nào? Dạ, huyện Đầm Dơi. Dạ. Ở anh, huyện nào của Vĩnh Long? Anh ở huyện Trà Ôn. Trà Ôn hả? Trước em cũng có qua Vĩnh Long chơi, nhưng mà huyện Chợ Lách á. Ở đó nhiều trái cây lắm. Chợ Lách là Cần Thơ, Cần Thơ xe quá. Cần Thơ. Từ anh qua đó là khoảng 30 phút. Gia đình anh mấy anh chị em? Gia đình anh được hai người. Anh là con đầu. Còn em? Nhà em cũng hai anh em, anh trai với em. Ba mẹ em nay nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 60. Cũng bằng ba mẹ anh. Dạ. Anh làm đó rồi có đi chơi hay đi du lịch nhiều không? Thì nói chung là nghề, cái nghề của anh á thì đi đây đó nhiều, đi tới công ty chỗ này chỗ kia nhiều. Thì đi về đâu mệt quá thì chỉ biết ngủ thôi, cũng ít có đi chơi. Ở quê em ở đó là người ta làm nghề gì nhiều nhất? Dạ với đó nuôi tôm không ạ? Wow, đồ ăn ngon không tụi em? Được. Món này lạ quá, Tường cũng chưa ăn cái món cơm, cái thơm này luôn á nha. Dạ. Rồi, thế nãy giờ mình hỏi gì về hôn nhân, tình yêu, gia đình, mình có bàn với nhau mấy chuyện đó chưa? Ví dụ như mình quen nhau, mình hiểu nhau rồi, khoảng bao lâu mình mới tiến tới hôn nhân được em? Tuổi em thì nên kết hôn từ sớm rồi, cho nên là tùy cái sự hiểu nhau để mình quyết định chuyện đó. Coi như là tùy anh, nếu mà anh cảm thấy là anh quan tâm chăm sóc đầy đủ mà cổ thấy tin tưởng rồi cổ, anh phải cầu hôn người ta mới kết hôn chứ. Dạ. Nhiều người hỏi gì Tường sao chưa chịu lấy chồng, thì tôi không biết trả lời sao, có ai rồi cưới đâu mà lấy, đúng không? Đàn ông mình phải chủ động chứ, mình phải cầu hôn người ta mới ok được, cho nên là ăn thua là ở bạn đó. Nếu mình cảm thấy ok hợp lý rồi mình phải xúc tiến cho nó nhanh lên ha. Rồi bây giờ mời hai bạn hãy bóc một lá bài rồi đọc lớn lên yêu cầu ở trong này. Bạn nam hãy lấy lại toàn bộ số đo của bạn nữ để may tặng một bộ đồ mà bạn nữ yêu cầu. Ngay nghề luôn á chị. Ngay nghề luôn á. Chết rồi, có đem thước đo theo không? Dạ sáng đi gấp quá. Ngày xưa người ta đo bằng tay luôn đó, bước qua đo bằng tay luôn để may cho bạn ấy một bộ đồ. Chết. Qua đi em, biết may áo dài không? Dạ biết. Biết luôn hả? Đó cổ đang mặc áo dài luôn đó, lấy số đo của cổ may tặng cho cổ một bộ áo dài. Lấy tay đo một gan hai tấc ba tấc gì đó hồi xưa người ta đâu có thước đo. Đứng lên, nếu bây giờ đo cái áo bà ba hoặc cái áo dài đó thì đo như những cái nào, vai cổ gì đó, áo trẻ mông đùi gì, em đọc lên chị nghe coi theo thứ tự đo cái áo dài coi. Nói chung là dài trước. Dài lưng nhiều. Lưng trước đâu dài lưng. mấy tấc lưng dân chuyên nghiệp mà 20 phân. Rồi.
Cái gì? Cho anh đo cái tay em nè. Đo tay, hãy xè xè hai tay ra cho anh vậy nè. Bây giờ em muốn tay ngắn hay tay dài? Tay lẫn giống vậy. Tay lẫn giống vậy đó. Cho anh cầm tay, nắm tay em. Đo khách xong đo mai đồ y chang nha. Gì vậy bà? 55 cm. 55 cm. Rồi tới gì nữa? Eo. Eo thì đo eo chứ, nhìn tôi chi trời, không lẽ họ đo eo tôi? Cho anh đo cái vòng tay đi. Em giơ hai cái tay ra cho người ta đo cho. Ôi, có đi mai áo dài chưa? Anh cũng hơn em nữa. Anh cũng hơn em, đo đi. Tôi ghi sĩ số là tôi mai không ra được cái áo dài đó là biết tôi. Nhiêu? Dạ 80 cm. 80 cm. Có tự như vậy. Em thôi đúng rồi, đúng rồi, là đúng rồi, đúng rồi. Rồi kích ngực. Ủa mà áo dài đo áo dài không có đo kích ngực hả quý vị? Rồi sao mai đồ? Rồi giơ tay ra cho người ta đo đi, người ta đoán. Người ta không đo được, người ta cũng phải đoán được. Đoán. Trời ơi, có tay không rung kìa. Nhiêu? Khoảng là 100 cm. Cái ngực 100 cm. Em đúng rồi chứ. Ủa mà anh đi mai đồ hồi xưa giờ cái tướng này là có thương dây. Nhưng mà cái tướng này mà một cái ngực 100 cm hả? Rồi sao mai đồ? Đoán. Trời ơi, có tay không rung kìa. Ngắm chừng. Em muốn chừng thôi chứ. Không có nhắm chừng mà... được anh là cái dân đo mai đồ mà cái kích ngực nào nếu mà tới 100 là em sẽ đo lại. Nếu mà vậy. Nhưng mà em phải đoán em được chứ. Lại. Em đoán với cái cơ thể này, cái body này là cái kích ngực này bao nhiêu? Dạ khoảng nói chung là 90 đi. 90 sao nói 100? Tài máy. Bộ mê em... bà nào mập hả? Đâu có. Nói chung là em đo sau lưng thôi, em đâu có. Trời ơi, rồi ra trước đi đứng nhìn nè, ra trước đứng nhìn nè, đó. Em dòm cái tướng vậy mà em nghĩ sao em đo vòng một của em mà em đo tới 100. Thấy mình sai chưa? Dạ. Chắc tôi phạt nữa quá. Rồi vô chỗ ngồi đi được rồi. Rồi. Đọc lớn lên đi em. Yêu cầu bạn nữ kể ra 3 bí mật chưa từng chia sẻ với em. Mời em chân thành chân thật nha. À, em hiện tại em nhớ được có 2 bí mật của em. Trời, có 2 bí mật à hả? Rồi bí mật gì? Dạ bí mật thứ nhất là nhỏ em từng giấu tiền mẹ để đi ăn bánh. Giấu tiền có nghĩa gọi là ăn cắp á. Tôi cũng vậy, hồi xưa tôi hay cắp tiền mẹ tôi ăn bánh lắm, đi học mẹ kêu lấy tiền đi chợ giấu, gọi là nhím. Mình dùng từ ăn cắp thì nặng quá em ha. Mình nhím bớt không sao hết. Nhưng mà lần đó em có sao chị, mẹ em phát hiện. Hồ có bị gì không? Dạ bị đòn. Bị đòn hả? Dạ. Rồi bí mật thứ hai. Bí mật nữa là cũng hồi nhỏ là em mê nấu nướng, cho nên là em bày em nấu rồi thì em làm bể chén của nhà cô em á. Cái em dặn đứa em con của cô em, mẹ vô đừng nói nha. Mẹ cùng... nó vừa bơi xuồng vô tới nó chạy ra, mẹ chứ ba làm bể cái chén. Có bị gì không? Dạ không sao, bị la thôi chứ không sao. Rồi bây giờ từ lúc là hồi nhỏ không mà còn nguyên đoạn lớn này không có cái gì bí mật hết trơn hả? Từ lúc va chạm cuộc sống đi làm yêu đương không có cái gì bí mật hết hả? Dạ không vậy, em không có gì bí mật á. Người rất sau là... em lớn lên em trái ngược hoàn toàn với lúc nhỏ. Lúc nhỏ em thấy em không có trung thực á, mà càng lớn thì em càng trung thực, cho nên em không có gì bí mật hết. Đó cũng một cái hay, trải qua nhiều cái thời gian ha, mình sống nhiều hơn mình rút ra nhiều được cái bài học kinh nghiệm bản thân, bây giờ tốt rồi, lúc nào cũng chân thật. Ok rồi, hồi nãy giờ chị Tường cũng cho các bạn nhiều cơ hội để mình hiểu nhau nhiều hơn ha. Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn nhau 30 giây, hãy nói cho nhau nghe cảm xúc thực sự của mình, bây giờ mình muốn chia sẻ điều gì trước khi chúng ta đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ giống như lúc đầu em có nói là thấy anh hiền, thấy chững chạc nhưng mà hiền. Chắc là sống chắc cũng tình cảm. Nói chung là anh sống tình cảm. Còn nếu mà mình hợp nhau là mình cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi mà nãy giờ thấy toàn hỏi người ta em nghĩ về anh như thế nào mà chưa nghe anh nghĩ về người ta. Thì anh cảm xúc anh gần đầu tiên gặp em anh thấy như thế nào? Anh cảm nhận về em là con gái rất là dung hòa hiền. Rồi nói chung gặp em là cảm thấy trái tim hơi bị gung gung phải không? Dạ. Đo mà tay anh gung vậy nè. Nãy giờ anh nói nhỏ quá mà anh gung gãy quá. Bây giờ cho anh cơ hội nữa, hát tỏ tình cổ được không? Biết hát không? Hát ít được chị. Rồi vài câu đi. Nói chung là hát đoạn bản khúc dương cầm cho em. Rồi vỗ tay trả lên tinh thần cho anh hát lớn xíu em. Đêm đến vội vàng, mình đang lang thang với đêm.
Cùng vì sao với ánh trăng tàn, đêm quá lạnh lùng, ở nơi kia em mới đêm. Chắc em đang một âm em. Từng mùa đông trôi qua vùng tên, mùa xuân đến trong âm thầm, như tình yêu anh trao về em. Mái không tàn phai, ngồi giữa đêm khuya lăng căm, lắng nghe tiếng chương cầm, trái tim anh vẫn nên niềm đau. Từ lâu mà anh đã giấu. Hay quá. Tôi không đánh giá cao về giọng hát, hát mới nói yêu anh nhau quá chị ơi. Nhưng mà cảm xúc, yeah. Đúng không? Yeah. Trái tim anh với em là được rồi, được rồi. Bấm nút, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bây giờ là thời phút quan trọng nha. Nói chuyện thì nói, hát thì hát, cười cười vui thôi. Nhưng đây là cái lúc mà rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta đồng ý bấm nút hẹn hò. Có nghĩa là tiến tới tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nếu mình cảm thấy đối phương là mình không rung động thì mình không bấm. Mình thật sự rung động, mình quý, mình muốn tìm hiểu, mình mới bấm nút. Đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu chịu hẹn hò thì bấm nút mạnh. Không đồng ý hẹn hò thì lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại, mời hai bạn. 1. Hai. Ba. Rồi bà nhấn lẹ dữ vậy, mới có hai hà. Nhấn không muốn lọt cái bàn, nhấn của người ta luôn. Dễ cưng quá, cặp này chắc cưới sớm nè. Rồi mời hai bạn qua đây. Rồi tôi phỏng vấn câu ngắn nè, sao bấm lẹ vậy, mới đếm hai bấm rồi. Dạ tại em thấy ảnh hiền, có sự tin tưởng được. À, quyết định nhanh gọn lẹ ha. Đây là một cô gái rất là quyết đoán. Em là may mắn lắm gặp được cổ. Hai người sẽ bù trừ cho nhau. Tự tin lên nha anh nha. Dạ. Đừng rung nữa. Rồi à, hôn nhau cái đi cho hết rung nè. Đừng. Rồi. Trời bá nhăn kìa. Trời ơi, hôn sướng vậy mà nhăn cứ sợ luôn vậy đó. Đây à, thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn có những buổi coi phim rất là lãng mạn với nhau. Và đây là một phần quà của chương trình dành cho bạn để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Kính thưa quý vị, và thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay là hết rồi ạ. Tường cũng vừa kịp làm tròn cái trách nhiệm mai mối của mình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.